kênh Đất và Đời Ông Tài Gia Đại Phó Hòa. Xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đây là mặt đường tỉnh lộ 44B của xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quý anh chị ha. Đó, thì hôm nay em có sản phẩm là một miếng đất mặt tiền đường này nha quý anh chị. Thì hôm vừa rồi á, em có quay cho anh chị một lô đất ha. Đó, là ngang 10 sâu 19 kia nha quý anh chị, là 2.650 tỷ, là chủ đã bán cho khách rồi quý anh chị ha. Đó, ngay đây nè. Đó, ngay cái bên cái nhà này quý anh chị ha. Đó, thì cái bên này là em có quay flycam các thứ đầy đủ cho quý anh chị á, nhưng mà chủ đã bán rồi nha quý anh chị. Bữa nay là chủ mới ra lại là 2.850 tỷ đó quý anh chị. Đó, đây nha quý anh chị. Đó, từ cái mí này qua bên kia. Đó, là ngang 10 sâu 21 ha. 21 đây, ngang 10 sâu 21. Đó, đất mình là lúc trước là có căn nhà cấp 4, nhưng mà do là cái đường này nó mới làm nên là nó lấy vào quý anh chị ha. Đây, đất mình là trên đất là có dừa rồi có hai cây mít với lại cây mãng cầu nha quý anh chị. Đó, đây có cái cây cây lựu quý anh chị ha. À, đây có cái cây lựu nè. Đó, thì hiện tại á, là chủ cần bán với giá chỉ có 2.3 tỷ thôi. Em nói lại, đất mình là đất phụ hồng lên thổ cư thoải mái ha. Đó, đất phụ hồng lên thổ cư thoải mái nha quý anh chị. Đó, nhưng mà lúc trước á, là có đất mình ra tới ngoài kia là 500 mét vuông, là nhưng mà do là bị lấy đường ha, giao thông làm con đường này nên là đất mình còn lại chỉ có là hơn 200 mét vuông thôi, trong đó là cây hàng năm hết quý anh chị ha. À, cây lâu năm hết nha quý anh chị. Thì cái này là vị trí của mình, anh chị lên thổ cư thoải mái ha. Bên này nhà này sát sát luôn ha. Đó, sau là vị trí này là đắc địa luôn, đường nè đi thẳng xuống biển Phước Hải nha quý anh chị. Đó, đi về đường ven biển ha, cách biển Phước Hải khoảng độ tầm hơn 2 km là đến biển Phước Hải nha quý anh chị. Còn hướng này là anh chị đi về thành phố Bà Rịa, đi về quốc lộ 51 ha. Đó, sau là đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi về biển Phước Hải là đi về đường này quý anh chị ha. Đó, giá chỉ có 2.3 tỷ thôi. Thì anh chị nào mà thích cái lô đất này thì liên hệ cho em ha. Đó, nếu mà cái này mình mua tiềm năng là sao mà nó lên cái đường nhựa này là đất mình lại có giá nữa nha quý anh chị. Đó, à, đất mình nằm đây quý anh chị nha. Em quay lại cho quý anh chị xem, mà tường xây bao quanh kín hết rồi nha quý anh chị. Đó, đây. Đó. Đó, sát bên cái vườn dừa này luôn quý anh chị ha. À, cái nhà vườn này luôn nè. Rồi, để em quay sơ cái sổ cho quý chị xem ha. Thì vị trí thì anh chị nào mà theo dõi kênh của em cũng biết rồi nha quý anh chị. Thì hôm bữa vừa rồi á, là mình bán cái miếng đất bên kia 2.650 tỷ, là bên đó là có trăm mấy thổ cư quý anh chị ha. Thì 2.650 tỷ, còn bên này thì chưa thổ cư, nhưng mà bao lên thổ cư thoải mái thì giá chỉ có là 2.3 tỷ thôi. Thì anh chị nào mà thích cái lô đất này thì liên hệ cho em nha. Giá này là bao lời hơn cái lô bên kia nha quý anh chị. Tại vì cái lô này là nếu mà lên thổ cư thì anh chị lên ở đây là khoảng độ tầm 250 triệu thôi ha. Thì vẫn là chưa đến là 2.6 tỷ nha quý anh chị. Mà bên kia đã giao dịch 2.650 tỷ rồi. Đó, thì anh chị nào mà thích hợp cái lô đất này thì cứ liên hệ cho em nha. Em dắt vào làm việc trực tiếp với chủ nha quý anh chị. Rồi, để em quay sơ cái sơ đồ vị trí cho quý anh chị xem nha. Đó, đang nườm nượp. Thấy anh chị thấy không? Đó, đang là tiến độ cái đường này là xong trước Tết nha quý anh chị. Đó, đường nhựa vỉa hè rộng là tầm hơn 6 mét cái vỉa hè này quý anh chị nha. Vỉa hè là cực kỳ rộng luôn, nên là anh chị an tâm nha. Đó, ở đây là gió mát rơi vợi luôn nha quý anh chị. Rồi, đó, để em quay sơ khu dân cư đây cho quý anh chị xem ha. Đó, đất mình nằm đây nha. Đó, dân cư xa sát luôn. Đây. Hôm bữa là chủ đã nhận cọc cái chủ bán cái lô này rồi nha quý anh chị. 2.650 tỷ này đã bán rồi nè. À, khách em làm không kịp nha. Đó, nhà vườn nè. Đó, biệt thự nè. Đó, đây cũng biệt thự nè, nhà vườn đang quá trời nè quý anh chị ha. Đó, vị trí này anh chị có thể kinh doanh buôn bán được thoải mái nha. Đó, quá đẹp không? Sao mình làm cái nhà giống vậy nha quý anh chị. Quá đẹp.
Đó, đi tới đây cái là khoảng độ tầm 200m thôi là có một ngã tư lớn lắm quý chị nha. Đó, đường này là ngã tư này kết nối đi về ủy ban xã Long Mỹ nè. Đó, thấy không? Còn hướng này là đi cũng đi về thành phố Bà Rịa, còn hướng này đi ra tỉnh lộ 4B cũ lại quý anh chị nha. Đây là cái sổ nha quý anh chị, thì cái sổ lúc trước là 522m², có 100 đất ở quý anh chị ha. Thì cái còn ở dưới này là trang sau này đã thu hồi là tổng diện tích là 110,7m², trong đó là có 100 thổ cư ha. Thì mình còn lại khoảng độ tầm 201m² nha quý anh chị. Thì bây giờ mình tại vì chỗ trước đã có thổ cư rồi, đất mình phủ hồng nữa nên là anh chị an tâm ha, lên thổ cư thoải mái nha. Đây, vị trí chấm đỏ này là về vị trí của mình nha quý anh chị. Thì đây là biển Phước Hải, đi tầm 3km là đến ha. Đó, cực kỳ gần luôn nha quý anh chị ha. Nè, đường này là tỉnh lộ 4B đang làm trên bản đồ vẫn có thấy thể hiện một làn đường đi anh chị thấy không? Đó, đường mình là đường chính luôn nơi đây quý anh chị. Đó, sau này là đường chính đi về biển Phước Hải ha. Đây. Từ vị trí của mình anh chị đi về thành phố Bà Rịa đi khoảng độ tầm 12km ha. Rồi cách thành phố Vũng Tàu khoảng độ tầm 15 đến 20km nha quý anh chị. Rồi cách Hồ Tràm cũng khoảng độ tầm 15 đến 20km ha. Đó. Anh chị nào mà thích cái lô đất mặt tiền đường chính tỉnh lộ 4B kinh doanh buôn bán này thì liên hệ cho em ha. Đó. Sau là đường Hoa Mai, xe Hoa Mai Toàn Thắng là đi ngang qua đường này hết nha quý anh chị. Đó. Rồi anh chị nào mà thích thì cứ liên hệ cho em ha.